Good morning, Vietnam. Good afternoon, Vancouver. Now I'm in Vancouver, Lisa Chu's house. Ngọc Sơn đang ở nhà của bộ show Lisa Chu. Và thưa quý đại gia đình, là I'm very happy. I'm very happy, so happy. Because I just finally found out my what I have been looking for so long. This is... Đây là cái mà Ngọc Sơn đã tìm thấy một thời gian khá lâu cả đời, nhưng hầu như cho tới giờ Ngọc Sơn chưa tìm ra được cái Ngọc Sơn yêu thích nhất, đó là cái đã. Và Ngọc Sơn đã được ngay chủ nhà dấu yêu. Ngọc Sơn ở riêng các căn hộ này, đây là nhà của anh Hải. Thì hôm qua đến ở đây nhà của anh Hải thì Ngọc Sơn đã được nguyên căn hộ này mà một mình tung hoành tập tạ. Bây giờ người ta đủ đi shopping không đi, mua đồ hiệu không thích, shopping không thích đi đâu hết, ăn hải sản, ăn đồ biển và những món ăn ngon không thích. Ngọc Sơn thích đồ tạ. Dạ, ok, này rất là quan trọng. Và hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tập tạ, không phải thích đất không mới có được cái thân hình như gì nha. Hôm nay lâu lắm rồi Ngọc Sơn mới mặc áo ba lỗ để mà nói chuyện với cả đại gia đình, vì Ngọc Sơn quyết định rằng sẽ nói ngay cái lời cảm ơn sâu sắc, chân tình yêu thương đến với nhà tổ chức Lisa Chu anh Hải đã tặng cho Ngọc Sơn một đôi tạ. Đôi tạ này là vô giá nghe cả nhà. Đây là vô giá. Dạ, thấy không? Rất đẹp không? Hết sảy. Ok. Ở Việt Nam thì có một số tạ nhưng nó nhỏ quá, nó không có đủ sức nặng cho Ngọc Sơn. Bên điều thứ hai là nó tròn á, bánh xe nó lăn khó chịu lắm. Thì Ngọc Sơn mới nói với Phong, vệ sĩ của mình ngày xưa, Phong mà Long và tất cả những người tập tạ đô, thì Ngọc Sơn mới nói là mua ở đâu được, nhưng tìm hoài không thấy. Muốn đặt một cái kiểu bằng inox cũng không có, khó. Nhưng mà cái này rất đẹp, rất là vừa. Đây là cái tay sau, Ngọc Sơn chỉ cho đại diện tay sau. Nếu tập tay sau nó sẽ lên cả dạng vai, vai và lên tay sau, rất là quan trọng, rất đẹp nha. Tay sau và cái dạng vai, vai mình sẽ rộng ra, vai rộng với anh. Tại vì không có thời gian để mà đến cái phòng gym tập. Tại vì every day I have to work every day, right? Work hard every day, I have no time to go to the gym. Cho nên là không có thời gian đến cái phòng tập. Cho nên là Ngọc Sơn phải tự tập, hít đất, push up every day, push up. Hít đất và những cái cảnh bàn này, cảnh ghế này, sử dụng hết tất cả hai cái ghế luôn. Thay cho tả tay. Và đây, I love it so much. I never forget, right? Ngọc Sơn quyết định là đi mua hai cái này để đem về, nhưng mà bộ show mới nhắn là anh Hải tặng Ngọc Sơn. Ngọc Sơn cảm ơn lắm, Ngọc Sơn live stream để cảm ơn anh Hải, người cùng tuổi với Ngọc Sơn, sinh 68. Và Ngọc Sơn, con trai thì ở bên kia, quá tương du, nhưng mà người ở bên kia, Ngọc Sơn một mình tại căn hộ này, tại cái apartment này. Ở đây, đẹp không? Tạ rất đẹp, không bị lăn. Penthouse. Sáng giờ nó dĩa trái cây để ăn hết, gồm rất nhiều, như là cam, đu đủ, không cam với nho, ăn hết và ăn cái bánh này. Quen, trao đổi chất quen rồi, sung quá. Để nguyên cái tủ lạnh thì qua ăn ngồi đi. Nguyên tủ lạnh thì có nước đầy đủ các loại nước á, nước coconut, nước dừa, đủ thứ để uống, mà bị ngoại trừ bia rượu không uống không. Bia rượu cũng có luôn, có bia, có rượu đầy đủ mà không chơi, no. Mọi người khen body đẹp quá. Không, nếu mà mọi người không thấy mà ba lỗ thì mọi người nó ủa sao nó ốm quá vậy, quở sẽ ốm chắc không tập nữa, bỏ tập hay sao không dám đâu, khách đó, khách nét đó. Và hôm nay mặc cái này để mà cảm ơn rất nhiều một lần nữa bộ show Lisa Chu. Mà cái này I've been looking for so long, maybe whole my life, cái này I've never found it, cái này chưa bao giờ thấy nó và rất là yêu nó, khi gặp rất là mê liền. Mọi người hỏi cái cục đó bao nhiêu ký? Cái cục này thì nó là 30 pound thì tầm là mà hơn 14 ký thôi, tập nhẹ mà. Cái này hồi trước bằng một tay còn sưu tập, nhưng mà bây giờ tập nhẹ, tập để nó khít nét. Tập nặng nó thì nó sẽ gồ ra, nhưng Ngọc Sơn thấy là vừa rồi. Mọi người rất là đông luôn buổi sáng. Đông không? Wow, good morning Việt Nam rồi. Mấy giờ ở Việt Nam? Việt Nam là mấy giờ? Mình là 8 giờ Việt Nam không? Để coi đồng hồ Việt Nam.
8 giờ 10 Việt Nam ha. 8 giờ Việt Nam tức là buổi sáng, good morning everybody. 8 giờ 10 sáng. Và tại Vancouver là 6 giờ 9 phút 18 giờ buổi chiều. Sáng giờ đã ở trong phòng. I don't want to waste my time home my life. I never want to waste my time. Ngọc Sư không bao giờ muốn mà lãng phí thời gian của mình. Một sáng bây giờ Ngọc Sư tập viết nhạc rồi nghiên cứu đủ thứ hết. Và mà insert into my mind, right? Some new song, brand new song, and create những cái EDM, những loại nhạc để mà phục vụ đại gia đình. Và với Ngọc Sơn thì rất nhiều cái mới mẻ, nó còn mới hoài, nhiều lắm. Nhiều cái mới mà chưa phát triển cho đại gia đình, chưa đưa ra ra cho đại gia đình. Cho nên là cả nhà lúc nào gặp Ngọc Sơn cũng thích cái mới ha. Trực tiếp với nhà Duy Tài ơi, trực tiếp đó. Trực tiếp. Bây giờ sáng được, 8 giờ đang trực tiếp với lại gia đình Ngọc Sơn. Lúc 8 giờ 10 phút, à quên, đúng không? À, 8 giờ 10 phút, dạ yeah, ok. 8 giờ 10 phút, đang trực tiếp. Đây, các nhà coi lại lần nữa nha. Hướng dẫn các bạn tập tạ. Muốn có một cơ thể body đẹp thì các bạn phải tập, nhưng mà cái tạ tay rất là quan trọng. Không như là cái tay này không, Ngọc Sơn thấy các bạn hay gọi tay trước, nhưng mà qua tay sau rất quan trọng, nó đem theo dạng vai. Ngọc Sơn trong hồi đó là Ngọc Sơn như khốn khó nhất, Ngọc Sơn cột cái thùng nước không có, mà cái tạ này cột 20 lít nước á, cái đổ nước vô, cái là lấy cái khăn của mình á, khăn mặt á, khăn dài cái này nè, quấn vào hai tay vậy nè, chồng ra sau, bọc ra, đây, đó là gì, đó, một, sáng giờ tập nhiều lắm mà. Cái này phải ép vào đầu, càng tốt hơn ép vào đầu, ép vào hai tay. Trung bình các bạn tập mỗi lần 12 cái thôi, có thể lên gấp đôi 24. Ngọc Sơn thì chụp 30 mấy, 40 mấy cái, 50 cái, tầm tầm đó. Không chừng. Mọi người hôm nay mới thấy rõ body của anh. Thấy vậy? Bình thường cứ tưởng là ốm. Mọi người vui lắm. Vui không cả nhà đâu, vui không? Mọi người vui thì thả tim lên nha. Em cảm ơn mọi người. Rất là quan trọng. Very important. Vui không? Cái này hơn cả vàng bạc đúng không? Sức khỏe kim cương không mua được. Sức khỏe người ta nói sức khỏe là vàng, nhưng không. Vàng không là gì hết, không là gì hết. Đồ vật không là gì hết. Kim cương không là gì. Sức khỏe là vô giá. Chúng ta phải giữ sức khỏe. Ngọc Sơn phải giữ sức khỏe cống hiến, phục vụ cho quyền nước, phục vụ cho đại gia đình dấu yêu. Chủ Vancouver ngày mai náo loạn tối nay của bạn. Đừng bây giờ hả? Để coi xem có ai không? Trực tiếp, trực tiếp. Hello Kim, hello Kim. Thu Hiền. Hello Bùi Minh Chiến. Nắng bắt đầu xuống rồi đó. Vừa đây có nắng. Phải để mở thêm này xíu nữa. Kéo đi cái đèn. Nhiều lâu tập tìm tạ tay mà tìm ông ra nó mừng quá. Đi khỏi tất cả các phòng tạ ở Việt Sài Gòn, hỏi các những người dân tập tạ chuyên nghiệp, phòng thể thao nhưng không có bán. Tại vì cái kích cỡ người Việt Nam nhỏ quá, không đủ phê cho mình. Nhỏ quá tập tạ người ta tập ấy. Nhưng mà cái này là của Tây mà, rất là tốt luôn. Để xuống thoải mái. Rất là trong lúc nói chuyện Ngọc Sơn tranh thủ tập luôn nha, cả nhà thông cảm. Cục tạ này gần 14 kg gì đó mọi người ơi. 30 phao. Cũng nhẹ thôi chứ không nặng. Tập là cắt mà, tập nhẹ cắt nét. Mọi người nói anh tập nó quá, quá dễ. Cắt nét rồi cả nhà, tập nhẹ cắt nét.
Hello bằng chương. Bằng chương nói thầy thật là Superman. Ý chí thôi nha cả nhà, không phải tập nặng hay tập nhẹ, đó là ý chí. Strong will, I have a strong will. Ý chí thật mạnh, giữ sức khỏe, đó là bộ giá. Dạ đây là cái gì? Để đi. Và Ngọc Sơn cũng gửi một thông điệp đến với tất cả các con em học trò Ngọc Sơn rằng cuộc sống thì nó sẽ cũng bề bộn nhiều chuyện lắm, cũng phải chấp nhận. Vấn đề là do mình, khó khăn nhất của người là chiến thắng chính mình, không phải thắng cái này thắng kia, mà thắng chính mình, bản thân của mình. Trong cuộc đời thì khi mà đã thành danh rồi, có tiền có bạc mọi thứ rồi, một cái đó đòi mà nó đánh gục chúng ta, đó là tứ đồ từ. Thứ nhất cờ bạc, thứ gì rượu chè, thứ ba, thứ thứ hai rượu chè, thứ ba trai gái, thứ tư là cuốn sách. Một nghĩa là khi tao có tiền ta dễ hưởng thụ mấy cái đó, đem một cái gì thú vui chơi, là tứ đồ từ khó đó. Tứ là sư, là số tử, sư là tử, đổ là vách tường, là vách tường, nghĩa là bốn cái trường, bức trường thành mà khó ai thoát được. Tất nhiên mình không nói xấu cái đó, nhưng vấn đề là rớ vô một cái dễ yếu sức đi. Ô yêu thì ốm, ôm thì yếu, nhưng Ngọc Sơn thì rất quá yêu sức khỏe, cho nên là một thế võ khủng khiếp, không phải thắng ai, thắng chính mình nha. Ở trong phòng từ sáng giờ là không cần rượu, một hàng hà sa hố, đồ ăn hàng hà sa hố, nhưng không chơi tập tạ, rượu đi ăn không đi, đi shopping không đi, áo lớp này vậy. Sau đó phao ra cái này cục tạ trong phòng, bên kia nó có cái phòng gym, cái nó là tập sung sáng giờ, rất là sung mà rất là vui, rất hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa khi là Ngọc Sơn quyết định đem hai cái cục tạ này về, như là thái anh Silly Sachu, em cho anh ba, chở anh ba đi gấp để làm gì, rủ đi ăn không đi, đi chơi không đi, đi mua cục tạ, một cục tạ từ đây. I love it, right? This is what I've been looking for so long. I love it, when my most wanted. Hello. I love it. Hello cho Ngọc Tiên. Ngọc Tiên con, chào Ngọc Tiên gái. Về sớm vậy, ca sĩ về sớm vậy. Ngọc Tiên nói ba sao dậy sớm vậy. Bên này dậy sớm thì cũng dậy sớm. Tập đã. Canada. Bên Canada. Canada bây giờ là 18 giờ 17 phút. Ha. Bây giờ chắc trước giờ chắc hiểu lầm Ngọc Sơn gì lắm không? Chắc là ổ sao ốm gì, chắc làm gì không có học dáng đâu. Người ta nói bề ngoài giản dị thế thôi, bên trong nội thất tuyệt vời làm sao. Lúc nào cũng vui cười ha. Nhưng mà nhờ tình yêu của đại gia đình, because of you, right, I win over myself, over everything attractive. Rất nhiều những attractive thing, nghĩa là Ngọc Sơn đã thắng được tất cả, chính bản thân mình thắng được những cái hấp dẫn của ngoài cuộc sống, mà nó đem lại cho mình một cái, nó làm cho mình yếu đi bớt, yêu thì ốm, ốm thì yếu, cho nên là chơi với cục tạ và lên sân khấu với đại gia đình. Thật ra mỗi lần mà lên sân khấu hít đất, cả nhà tưởng đâu là Ngọc Sơn thể hiện, không phải đâu, hít để tập cho đó, tại không có thời gian. Ai nữa thiếu thì hai ba cảm ơn Kim, Nguyễn Thành. Hay là Tiến Hà, thời gian tập tạ không có, sao thời gian đối với vợ em tập tạ là ok good right. Khi mà con mình á, anh ấy là Ngọc Sơn nó đi 30 tiếng đồng hồ tới đây, đi sau khi quay nghiệp ngại một ngày ba game show, quay thần tượng Bolero, sau đó là đi quay xong 17 đêm sáng rạng 12 giờ 18 bay tới Đài Loan, Thái Lan,
và tao Đài Loan là chi tiền, chi tiền là chi tiền gọi là chảo sang, và giao tầng và giao tầng tao 28点23点khoảng sang, đã đến đó là từ 7 giờ chi tiền chảo sang buổi sáng, ta đến tối đợi cho đến tối là 23 giờ tối, nghĩa là bà con biết là đợi 16 tiếng ngồi trên máy bay, nó là đợi 17 tiếng xuống lọc cọc đó, nhưng mà rất là vui, 17 tiếng là tập tạ hả. Cho Ngọc Tiên nói là ba của con và con đang đi thăm nghệ sư tổ nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan nè ba, sư tổ và ba con khen tướng ba nuôi đô quá. Chào anh trai, dạ chào anh trai, chào anh trai dấu yêu, dạ con chào ba con nha, chào ba con, ba rất thần tượng yêu mến. Hồi xưa Ngọc Sơn còn nhỏ xíu hoặc đại học trường nghệ thuật sân khấu thì bên cái đối diện cái sân đó thì tướng cướp Mã Ngưu, Ngọc Sơn ước rằng trời ơi một người thần tượng nào hát, ông này hát hay quá, ông hiền lành, thế nhân đích con người ông đó, tình cảm vụ án tướng cướp Mã Ngưu đó khủng khiếp, là mỗi giờ nội giờ không có cả nhà tập tuồng thôi đó là tràn ngập sân khấu, kẹt xe ngoài đường luôn, khủng khiếp đảm luôn, đến Châu Thanh khủng khiếp luôn. Rồi giờ cho tới giờ thì anh em cũng rất là yêu thương nhau, mình kể lại một thần tượng ngày xưa, và bây giờ có con gái nè cũng là được xem là con Ngọc Sơn. Cái Diệp Lan là hình như nó không có Diệp Lan trong em cho gửi lời anh để thăm Diệp Lan trong ấy mà trong ông thấy đò của Ngọc Sơn đó, tất cả các siêu sao ngày xưa là đóng chung Ngọc Sơn rất là nhiều, cũng hậu thuẫn cho Ngọc Sơn, giúp đỡ Ngọc Sơn là những cái tác phẩm kinh điển, ông lái đò là nhiều lắm. Cảm ơn Thu Nguyễn, người ta chúc mình khỏe trẻ mãi không già, thì cái câu này cũng hơi nguy hiểm, thì cái câu này nghĩa là trẻ hoài, đối với người bình thường đôi khi mình suy nghĩ là nếu mà trẻ hoài rồi có một vị vua, kể một vua có một người cẩn thận đem đến cho vị vua một cái thuốc đó, nó là ngài uống vào đây là trường sinh bất tử, khi động vua tình uống là một người khác đem lại nói qua một quan đại thần, đó là ngài suy nghĩ kỹ, ngài uống sau ngài nghĩ ngài sẽ buồn đó, ngài sẽ cô đơn, vì sao? Vì nếu ngài trẻ hoài con ngài già đến rồi lấy vợ lấy chồng cũng ra đi, cha mẹ đi trước rồi, đến con bạn bè đi hết trơn, còn mình ngài trẻ hoài, vậy thì ngài có còn vui không khi nghĩ tới và nhớ nhung những kỷ niệm xa xưa, và tất cả những điều nó trở thành những kỷ niệm mà ngài luôn nhớ nhung yêu thương, rồi ngài có vui không? Cuối cùng nhà vua đã cầm độc đổ cái bình đó. Với Ngọc Sơn thì Ngọc Sơn có một suy nghĩ khác, Ngọc Sơn cũng nghĩ hồi xưa cũng vậy, cũng phải ra đi, Ngọc Sơn thì trẻ khỏe đẹp, số đi và số ở là số duyên trời, nhưng con sống ngày nào phải cực kỳ khỏe nha, yeah. Phải siêu khỏe để mà hát phục vụ cho đại gia đình. Vì Ngọc Sơn biết Ngọc Sơn khỏe đẹp đó là do tâm linh, do tình cảm, tinh thần của đại gia đình Việt Nam, người Việt đã cho Ngọc Sơn một sức mạnh vô biên, và nó làm cho Ngọc Sơn một ý chí để Ngọc Sơn tập luyện suốt ngày suốt đêm, và bây giờ cơ bắp dài hơn cả ngày xưa. Thôi cho tập miếng nữa nha, đang tập cái. Bao nhiêu power thì 14-15 kg, dạ nhẹ, rất là nhẹ, không có gì, các bạn cứ mua và tập thử nha. Xưa là tập một tay hỗ trợ nhưng mà giờ tập hai tay cho nó cân. Cả nhà thấy Ngọc Sơn cần đăng ký không? Ai đây? Cho gửi lời thăm con ơi, cho gửi thăm bác Diệp Lam nha con nha. Cảm ơn nhiều, cảm ơn bác Diệp Lam nhiều nha con. Cảm ơn con gái cho Ngọc Tiên. Ngọc Tiên hỏi còn 1 tuổi, còn xíu là mình bông đầu tiên mà. Ăn thưa nôi là bông. Nhỏ xíu bây giờ lớn quá trời ha, lớn xinh đẹp nè, hát hay. Quá hình cao xin, quá hình xinh phúc, quá hình cao xin, quá hình cao xin, Ngọc Sơn rất là vui.
Và mặc dù chờ đợi cái con trai mình qua Quốc Du hỏi, chờ đợi nó đi về đi một lần là hơn 30 tiếng đồng hồ tới đây. Và mà tươi tỉnh vui vẻ. Mà có rồi hát con show một, tại vì bận show đó, ở bên đây kêu ở lại nữa thì Ngọc Sơn không ở được, kẹt ở những cái chương trình game show truyền hình. Ngọc Sơn bay về, phải bay về. Nhưng mà Ngọc Sơn rất là vui, rất hạnh phúc. Và ở nơi đây được đón tiếp rất chu đáo tuyệt đối của Lisa Chu, rất là kỹ lưỡng. Và nhà tổ chức rất là còn trẻ, xinh đẹp nhưng mà rất tử tế, đến hải. Và đặc biệt là có cái này, I love it right, the most, I love it the most. Vàng bạc kim cương bây giờ không thèm, không cần, I don't need it right, but I need it, need this one. Những cái này mà đang looking for so long, I've been looking for so long. Okay, so I found it, finally found, I found them. Cuối cùng đã tìm ra, đó là điều hạnh phúc, vui sướng vô cùng. Cảm ơn nha, cảm ơn Lisa Chu, cảm ơn Hải rất nhiều, cảm ơn rất là nhiều. Cái là bây giờ mấy chục năm trời mà tìm mà không ra cái tạ này đó. đi Đức, đi khắp các nơi mà mình đâu có điều kiện đâu mà lúc nào cũng tìm cái tạ mà đối với ai nhà nào cũng có sẵn. Mà riêng về đúng sai của mình luôn. Giờ mấy giờ rồi, tắm cái chuẩn bị người ta mời đi. Và cái gì đây? Có cái gì đây? Cuốn tóc gì đây? À, cái gì đây? Cảm ơn. Muốn là làm fan cứng. Fan cứng không phải không? Mọi người cứ comment nhiều vào đi rồi từ từ được fan cứng à. Uống tóc dương. Đang xin làm fan cứng kinh doanh. Nhưng mà fan cứng chắc bài ngành đêm qua anh ta làm đêm này xin muốn được xét đại gia đình fan cứng. À, cả nhà cháu yêu, đây là một thiên đường. Ở nơi đây chúng ta, đại gia đình Ngọc Sơn chính là thiên đường. Tại vì nơi đây cả nhà thấy không có một lời nào nói nào đó là vô nghĩa, không có một cái gì mà gọi là hành vi xấu, nói chuyện xấu với nhau. Mặc dù là một cái hàng màn hình người ta coi là màn hình ảo, đôi khi hay chửi nhau, cãi nhau trên đó, nhưng đại gia đình Ngọc Sơn là không có. Nhưng nếu ai, cái đó là những người lên đây chắc chắn là những người tình cảm, yêu thương nhau, quan tâm lẫn nhau. Đó là cái tình đại gia đình dành cho Ngọc Sơn. Món nợ lớn nhất đời người là tình cảm. Cho nên Ngọc Sơn mới khóc lóc bao nhiêu năm trời, nghĩa là khóc, nghĩa là tình cảm rơi nước mắt mới viết lại một câu. Tự nhiên trời ban cho Ngọc Sơn một câu, đó là tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Đại gia đình mới lớn, Ngọc Sơn luôn luôn là nhỏ bé trước tình cảm đại gia đình. Cho nên hay dạy con em à, lúc nào cũng khiêm tốn. Khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ, tự cao một tí cũng bậc thừa. Và Ngọc Sơn thì rất khỏe mạnh và sẵn sàng phục vụ đại gia đình và viết rất nhiều ca khúc. 15 tháng 5 cho ra hàng loạt MV Ngọc Sơn và Ngọc Sơn Studio. Cả nhà nhớ đừng quên subscribe channel Ngọc Sơn Production. Ngọc Sơn Production trên YouTube nha. Ngọc Sơn Production. Ngọc Sơn Production. Subscribe thật nhiều vô nghĩa là theo dõi thật nhiều. Tại vì đó là do tính phong thu của Ngọc Sơn. Người bấm máy, đó là người đang cầm ở đây admin. Đang cầm cái điện thoại. đang quay phim, livestream. Và Ngọc Sơn ngồi mix nhạc. Rất là hay và chính Ngọc Sơn sản xuất. Cả nhà nghe cho đó rất là hay đúng không? Âm nhạc đó Ngọc Sơn không nói, nghĩa là không cái gì, thứ nhất là không nói xạo được, thứ nhất là ngoại ngữ, thứ nhì là âm nhạc. À, ok, right, good, right. Đã tập sung quá, càng ngày càng sung. À, uống miếng coconut nước dừa, nước dừa rất là tốt. À dạ, nước dừa đẹp ngon. Để dừa đây. Hello mẹ. Hả? Mẹ đang bình định quá trời. Cái gì? Mẹ em. Hello voi mẹ. Voi mẹ chạy đi ngủ dậy sớm không? Ở bên đó 8 giờ mấy không? Ờ, 8 giờ mấy không? Gửi lời chào chú Bảy, chị tỷ phú nha. Chú Bảy nuôi tôm bây giờ trúng quá rồi. Bây giờ khi từ khi trúc, bây giờ chú Bảy lên tỷ phú xây miếng ở nhà rồi. Tôm trúng, tôm nó mượn con nào nó chả bá bằng bắp đùi. Ờ quên, nói quá, cũng vừa thôi. Nó bự. Chú Bảy trúng tôm liên tục, nhảy tưng tưng. Được lắm không? Thấy cả nhà thấy không? Ở trong căn phòng không cần đi đâu, không hưởng thụ gì hết. Lên đây tưởng đâu là ủa sao ông này không hưởng thụ, không đi chơi, không rượu chè, không đi coi các em hoặc là đi chơi rồi shopping, không có một thứ gì vui chứ cuộc sống lấy gì sống. Đây thú vui đây man. Right, I love it, right? I love this one, okay. One more time.
vừa tập vừa đáp. Đây là dàn vai nghe quan trọng lắm á, này hay lắm á, vừa lắm á. Nó nhẹ nhẹ thì tập nó cách nét, nó bự thì tập mạnh thì các bạn đó là cơ nó phồng ra, nhưng mà cái cặp nét lại cặp nhẹ hết đất và cái này rất là quan trọng, hai thứ bảo đảm an toàn. Sáng thì tập nhiều lắm đấy, bây giờ nghỉ hứng hứng ra tập tiếp nguyên cả ngày, ngày tập hơn 8 tiết, ăn xong tập ngồi viết nhạc. Ok men, nhưng có lẽ cho ra tác phẩm Rasputin sớm, Daddy Cool Rasputin của Bonham, và những cái bài như là bài Stumbling In, Her Love Is a Lie, So We Begin, Foolish Is Laying Our Hearts on a Table, Stumbling In, Our Love Is a Flame, Da Da Bum Bum Bum, Burning Within, Not Let Hot Fire Alive Will Catch Us, Stumbling In, Wherever You Go, Whatever You Do, You know that reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do. Cause baby, you've shown me so many things that I've never knew. Whatever you take, baby, I do it for you. Our love is a lie, da-da-bum-bum-bum, so we begin. Foolishly laying our hearts on a table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, fire we capture, stumbling in. Okay. Đây là một ca khúc huyền thoại nổi tiếng của gọi như là rất là nổi tiếng, thì cả nhà thấy là Stumbling In của nhóm Smokey. Đọc tên mọi người mấy cái em. Chào. Cảm ơn Đỗ Thị Đồ. Đỗ An. Thị Đỗ, Thị Đồ đây. Đỗ Ames. Vân Tiên ở Đỗ Xin, cảm ơn cả nhà dấu yêu. Đúng rồi, Vân Nam à. Nhìn này đồ phải lấy động lực tập. Yeah, ok. Hello Tị Linh. Hello Phạm Minh Hoàng. Cả nhà biết ngày xưa ngày xưa tại sao mà hay mặc ba lỗ không? Để kích thích chính mình, phải tập. Khó khăn nhất của con người là chiến thắng chính mình, vượt qua chính mình. Trong thời tuổi trẻ đó, giờ một trẻ mới nói là sự cám dỗ rất là nhiều, tứ độ tường nó cám dỗ, mình không dính tới một cái nào, cái gì cũng biết qua hết, để mà coi âm nhạc họ đánh như thế nào, chui vũ trường đi tất cả các nơi để nghiên cứu và cuối cùng thoát ra trở lại về chính mình. Và bây giờ mặc đồ sơ mi, cả nhà thấy vest lịch sự ít khi nào thấy mặc ba lỗ. Hôm nay Ngọc Sơn mặc bộ lễ tập để cảm ơn cái đôi tạ, cái cục cưng của tôi, cảm ơn bầu show Lisa Chu và là anh Hải chủ nhà ngôi nhà này đã nhường ngôi nhà cho Ngọc Sương sống. Không, nhà bỏ lâu rồi hả? Không phải bỏ hoang, nghĩa là không thể bỏ, nhưng mà lâu rồi không về đấy hả? Không phải. Không dùng cái chữ bỏ được, nghĩa là một cái nhà riêng của anh, của ông vậy. Nhà riêng của anh Hải. Nhà rất là đẹp nha. Để coi cả nhà có thể giới thiệu căn nhà không? Chào Hương Nguyễn nha. Không phải là giàu có rồi tôi mua nhiều ngôi nhà nó để gì đâu mà để cho thuê mà chưa hết thuê. Không phải, cũng là có khi anh Hải đang sống mà không biết, mà anh nói là cái nhà này anh còn dư một cái nhà để cho mình Ngọc Sơn đến đây, còn thường cái nhà Ngọc Sơn đến đây và Ngọc Sơn rất vui khi nhìn thấy cái phòng gym ở đây và tập tạ và mê cái tạ này. Ngọc Sơn quá yêu nó rồi. I love it so much, I love it the most, I love the most. Ok, chào Đức Thi. Ô Đức Thi dấu yêu quận ba, hello cưng quả Đức Thi, trời ơi cưng quận ba dấu yêu quận ba nghe. Hello Thi, một người trong đại gia đình cũng trên fanpage. Hỏi anh ba thiếu cái gì, tặng anh ba người mua cái đờn piano có nhận tên ở trên Tom City, mua cái đờn guitar nữa. Đó là những cái vật mà anh ta ba mang nhớ suốt đời. Quan trọng lắm, đại gia đình tiền thì xài hết chuyện nhỏ, Ngọc Sơn mua hàng trăm thứ đó cũng được, nhưng mà cái tình, khi Ngọc Sơn nhận ở người nào cái tình, có nghĩa là cả nhà phải nhớ đó là cái tình nó lớn, chứ không phải vì bất cứ vì mà đồng cái gì ha. Tất cả từ vật nhỏ nhỏ thì Ngọc Sơn có thể mua tất cả mọi thứ, nhưng mà Ngọc Sơn ok, anh nhận em cái tình này để giữ một cái tình của đại gia đình, và người đó xứng đáng, con người đó rất xứng đáng được xã hội trọng dụng, được mọi người yêu mến. Cảm ơn Đức Thi rất nhiều nha, trai dấu yêu nha. Cảm ơn cậu cưng dấu yêu của ba. Đức Thi là người tặng cái tượng của anh ba, là đúc cái tượng đó, mà nhớ để anh mai mốt anh đưa lại đó, để viết lên tặng đàng hoàng, chứ thôi để người ta tưởng mình tự cái đúc rất kỳ quá, cái tượng giống thật giống để ngay Hà Nội.
nhớ anh sẽ đưa lại, cầm lại đúc ghi tặng đàng hoàng cái thi nha, chứ để lâu năm nó là cái kỷ niệm vô giá, nhưng mà đừng đừng có để không thì mà người ta không biết là ai ghi đó, em đứng thi tặng anh ta cũng được hay là gì đó ha, tình cảm gì vậy. Trong tay không tin đời mấy ai thương, nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt lắm ngơ, vì đời không giống trong mơ, kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa này, thì cớ sao gây oán thù vì danh lợi mà đau, vì kim tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đùa đời, vì một chữ tiền mà thôi. Mà ngôi nhà này cái chủ nhân cũng thờ mẹ Quan Âm nha cả nhà. Thánh nào cũng tốt, ai thờ Chúa Ngọc Sơn cũng rất là ngưỡng mộ Đức Chúa, Đức Thánh Tin Lành, tất cả các đạo đều giúp chúng ta coi nhà hiến thiện, hướng thiện nghe đại gia đình. À, nhưng mà hôm nay đẹp coi cái phòng thờ của mấy con phòng thờ đó. Con xin bảo ba lỗ thì không có dám mấy, nhưng mà đây thấy chưa, dễ thương không thằng chủ, gia chủ dễ thương không? Đó, đó. Hello Như Thảo, hello Kim Dâu, cảm ơn Thanh Dung nghe, Ngọc Lê, Thanh Hồng nè, hello Thắng Nguyễn, hello vị thì yêu đời không đó. Sáng giờ lấy cái này làm lương thực ăn bánh à, bầu số biết mình thích ăn đồ thích ăn cái này, uống cái này, có cái này cũng ngon, nước dừa, nước dừa uống, dừa uống rất là tốt cho tóc nghe đại gia đình, dừa và dầu bưởi, cứ tinh dầu bưởi đó. Cả nhà thấy tóc Ngọc Sơn nó đen nhánh và nó mọc ra không? Ngọc Sơn tập 2, Ngọc Sơn nói rồi đó, à, tại vì uống nước dừa cũng tốt, coconut và tinh dầu bưởi có bán nữa, mai mốt mình sẽ chỉ cho các bạn. Nếu bạn nào có vấn đề về tóc nha, Ngọc Sơn hướng dẫn cho. Quảng cáo thì có không công đó. Chứ đừng để tôi bán cái đó nghe. Giống như uống Adiba, Ngọc Sơn uống đi Adiba không, Ngọc Sơn không có bán đâu nha. Adiba tốt cho da, rất là đẹp nha, da mặt là láng rồi, nhờ Adiba nữa đó. Rất nhiều công nghệ tiên tiến của Đức. Dạ, ich habe sehr gut nach Deutschland. Nói tiếng Đức thì là khủng khiếp rồi ha. Ngọc Sơn là nó giống như người ở Đức luôn. Ngọc Sơn rất nhớ Đức nữa, cũng hay ra châu Âu hát rất nhiều lần. Xin lỗi, bây giờ cho xin tập tản nữa nha. Để thời gian tập vừa nhớ cái tạ này, người ta tặng anh Hải tặng nó nha, chú anh Hải. Mọi người bây giờ đang giàu đi ăn này, rủ nhau đi chơi shopping hết. Ngọc Sơn ở trong phòng tập tạ tâm sự với đại gia đình, truyền cái máu lửa cho các học trò con em mình. Hồi đi thi lịch sử đẹp thì đoạt giải cân đối và đẹp nhất năm 99 nhất Việt Nam chuyên nghiệp đó nha. Hồi đó thì cũng ủng hộ chương trình một số 10 triệu đừng nói vậy biết lấy đùa chứ, để kích thích cho mọi người như là tập tạ cho vui nha, kích thích mọi người tập tạ. À, nhà thấy Ngọc Sơn cái tướng có đẹp không? Nhà chấm lại xong được đọc giải rồi không? Nó thật nói lần này là trên nét rồi. Bụng
bụng vẫn còn 6 múi nha. Nhưng mà không khoe cởi ra không không nên, giờ mắc cỡ rồi. Ba lỗ là dữ lắm rồi đó. Được coi. Khi nào thi thì mình sẽ làm cho đen lại, trên xe lại đó. Đúng rồi, anh đang ở Canada. Cảm ơn Hương Nguyễn. Cảm ơn Ngọc Hữu nha. Cảm ơn Hằng My. Nếu được, Ngọc Sơn cũng yêu phong trào tạ lắm. Quý mến tập tạ. Quý mến body, thể hình. Gọi là bodybuilding, thể hình đó nghe cả nhà. Quý mến lắm. Đi theo phong trào suốt mấy chục năm. Đến lúc mà Ngọc Sơn không thể ôm đồn hết được thì Ngọc Sơn tập tại nhà, tập tại thư gia, hạch đất và gọt người. Và giữ cho đến bây giờ không có mỡ nào vô không nè, hơn nữa cả nhà thấy hôm nay khoe tí cho đại gia đình vui, khoe không phải gì nhưng mà đại gia đình yên tâm, mọi yên tâm, yên tâm như vậy, yên tâm hôm nay thấy mọi người vui lắm nè. Hả, có không, mọi lần không thấy cái tượng nó bỏ tập ha, người nó bộ xong ốm cái gì mặc đồ áo sơ mi tượng bỏ tập không có đâu, giá đâu, khủng khiếp, tập khủng khiếp hơn ngày xưa. Mà nếu mà 2019 vừa tròn 19 tuổi thì chắc body thì đẹp hơn nhiều đó. Ba đề hơn 19 tuổi không bằng đâu ha. Tập 2. Chào Kim Cú nha. Kim Cú vợ mới dậy tập tạ, Kim Cú hình như tập bao nhiêu là 10 kg không? Mới xuống hơn 10 kg, giảm cân. Hơn luôn á. Hơn luôn không? Không biết giảm bao nhiêu ký nữa. Nhiều lắm Kim Cú. Bây giờ mấy giờ rồi? Ở Việt Nam là mấy giờ rồi mọi người ơi? Cảm ơn Hương Nguyễn. Tám giờ 42. Thôi bây giờ Việt Nam giờ 8:42, bây giờ mình livestream đâu chưa? Tới giờ mình phải đi ha. Bây giờ trước khi đi tặng cho cả nhà tập tạ xong, tặng cho đại gia đình mấy bài hát chơi cho vui, cho yêu đời vậy đó. Mọi người yêu cầu bài gì comment nhiều nhiều vô đi, rồi em đọc tên bài hát. Cái đàn thứ nhi cái đàn có sẵn bên này. Đêm qua anh mơ giấc mơ thiên đường, một đời hoa ngàn đưa. Muôn chim reo ca ngất ngây hồn ta, ở đó tuổi xuân không già. Lung linh lung linh tim tú trên trời, chứng minh cho tình đôi lứa. Lần lần mê say theo tiếng em cười, người ơi nắm nào cùng bay lên trời cao, tới muôn vì sao, thắp sáng bao ước mơ ngọt ngào. Mình cùng bay quanh vòng quanh, đến thiên đường xanh, ở đó có em và anh. Nào cùng bay lên trời cao, tới muôn vì sao, thắp sáng bao ước mơ ngọt ngào. Mình cùng bay quanh vòng quanh, đến thiên đường xanh, ở đó có em và anh. Ở đó có em và anh. Ở đó có em và anh. Cả nhà muốn lên thi đường với Ngọc Sơn không? Sống hiền lành nha. Cố gắng nhẹ nhàng, nhường nhịn, nhẫn nại nhân người và yêu thương nhau, gọi là một sống yêu nhau, cho vơi đi những nỗi đau trong đời. Mình cầm tay nhé bạn ơi, dìu nhau qua hết kiếp người lụy bương. Xin chào và hẹn tất cả dấu yêu của Ngọc Sơn trên thiên đường xanh, một sáng tác mới nhất của Ngọc Sơn.